Tạm rời xa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, mùa xuân tại Cần Giờ luôn mang một ý nghĩa đặc biệt. Với vị trí địa lý đặc thù, đã có thời gian dài người dân trên đảo Thạnh An sống trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu điện, thiếu cơ sở vật chất. Tuy nhiên, một năm qua, được thành phố quan tâm nhiều hơn, đời sống của bà con nơi đây đã dần được đổi mới. Những phần quà Tết ấm lòng quân dân, những con tàu biển mưu sinh và đường chợ để ấp niềm vui mùa xuân của người dân là những gì mà HTV đã ghi lại được. Những lá cờ Tổ quốc mới hơn rực rỡ bay phấp phới trên những con tàu bám biển bao năm giữa biển Cần Giờ. Mỗi hộ dân một phần quà Tết. Đường về nhà ngày năm mới hôm nay thật khác, rộn ràng tiếng cười nói mừng vui của người chiến sĩ và bà con ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An, Cần Giờ. Tết nhà cũng các ban ngành, bác cũng quan tâm cho tới ấp Thiềng Liềng ở đây, thì dùng cho sâu thùng xa nhưng mà năm nào cũng quan tâm, thì nhận được xuống là thưởng quà cho ấp Thiềng Liềng, là quý dữ lắm, mừng dữ lắm, hồi đó ước dữ lắm, ước điện, ước gì có nấy. Bây giờ cờ những ai cũng cũ, thì nhà cũng trên các ban ngành quan tâm xuống để phát cho cái cờ mới là cũng mừng. Biết rằng không nhiêu tiền nhưng mà quý lắm. Đối với bà con ấp Thiềng Liềng thì phải nói là Tết á, nó bình yên hơn những nơi khác rất nhiều. Bà con thì đón Tết bằng một cách thì rất là bình dị. Phải nói là hôm nay được đoàn mình tặng cho bà con ngư dân những cái lá cờ Tổ quốc để treo lên để mà đi đánh bắt đó, thì đây là một cái tấm lòng rất là quý, là bà con cũng rất là phấn khởi để cho mình cảm thấy là mình yêu cái quê hương của mình hơn trong cái việc mình đi khai thác đánh bắt, nó cũng rất là quý. Trên khu chợ ấp Thạnh Hòa, Thạnh Bình, xã đảo Thạnh An, nơi người dân mưu sinh chính bằng nghề đánh bắt hải sản, chợ mới phấn khởi tấp nập hơn so với một năm trước đó. Năm mới trên xã đảo này giờ đã nhiều đổi khác, nhưng người dân vẫn còn nhiều ấp ủ cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Có thay đổi, nó ổn định hơn trước nhiều. Giờ đường xá sạch đẹp khang trang, làm cá, vào làm tôm này thì cũng mong muốn nhiều. Giờ ở đây biển giả thì đi thì bữa có bữa không. Đời sống năm mới năm nay nói chung là cũng thuận lợi hết trơn rồi, nhưng mà cái làm nghề biển trên đảo này nó bị trục chặt, đồ đạc nó không có. Muốn thì quan tâm nhiều hơn cho dân vùng đảo mình, biển khơi thì cũng khó khăn cái chuyện ghe tàu đi lợi. Đang là cái xã đảo khó khăn nhất của thành phố Hồ Chí Minh. So với cách đây khoảng 10 năm thì cái đời sống của người dân Thạnh An có cái bước phát triển mới. Đến thời điểm này tất cả cái hộ nghèo và hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách cũng như trẻ em cơ nhở trên địa bàn được quan tâm chăm lo đầy đủ. Mong rằng cái Tết năm nay thì ấm cúng hơn, người dân có điều kiện ăn Tết hơn và tình hình đời sống của người dân được tốt hơn và an ninh chính trị trật tự địa bàn xã Thạnh An được đảm bảo.